Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. MU bán 3 ngôi sao gây quỹ chuyển nhượng. Bayern Munich trả hơn 100 triệu đô la cho Harry Kane. MU cho mượn Mason Greenwood. Sau tất cả, Angel Gomez đã đúng khi rời khỏi Man United. MU bán 3 ngôi sao gây quỹ chuyển nhượng. Huấn luyện viên Erik ten Hag chuẩn bị bán 3 cầu thủ Manchester United để gây quỹ chuyển nhượng rất cần thiết. Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror của Anh hôm nay, ngày 7 tháng 7. Manchester United mới mua duy nhất một cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Đội chủ sân Old Trafford đem về Mason Mount từ Chelsea với giá 60 triệu bảng Anh. Huấn luyện viên Erik ten Hag hy vọng sẽ có thêm nhiều cầu thủ tiếp theo đến MU trong thời gian tới. Chiến lược gia người Hà Lan có thể chuẩn bị bán 3 ngôi sao, bao gồm đội trưởng Harry Maguire, Fred và Anthony Elanga trong một nỗ lực giải phóng quỹ lương và gây quỹ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Mirror thông tin. Ten Hag đã chi một nửa ngân sách chuyển nhượng 120 triệu bảng của mình sau khi Mason Mount gia nhập Old Trafford. Tiền vệ 24 tuổi người Anh đã ký hợp đồng 5 năm với MU và kiếm được 240.000 bảng mỗi tuần trong thời gian tại Old Trafford. Sau khi có được Mason Mount, huấn luyện viên Erik ten Hag giờ đã sẵn sàng chuyển sang các mục tiêu khác. Việc ký hợp đồng với một thủ môn được cho là ưu tiên hàng đầu của MU sau khi hợp đồng của David De Gea hết hạn vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. MU đã hai lần đưa ra mức giá hỏi mua thủ thành Andre Onana nhưng vẫn chưa nhận được cái gật đầu của Inter Milan. MU nhận thấy lời đề nghị mở đầu trị giá 35 triệu bảng Anh của họ bị đội bóng Serie A từ chối. Tiếp theo, MU gửi lời đề nghị 45 triệu euro cùng phụ phí là 5 triệu euro, nhưng Inter Milan vẫn lắc đầu. Điều này là do Inter Milan sẽ yêu cầu khoảng 60 triệu bảng cho Onana. Nếu MU đáp ứng được mức giá này, quỹ chuyển nhượng của Ten Hag sẽ cạn kiệt. Nhưng có kỳ vọng rằng một sự thỏa hiệp có thể đạt được giữa hai câu lạc bộ. Theo đó, MU có thể mua được Onana nếu nâng mức giá lên 55 triệu euro. Trong khi MU tiếp tục theo đuổi Onana, Ten Hag sẵn sàng kiếm tiền từ ba cầu thủ của câu lạc bộ. Theo tờ Guardian của Anh, cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Ajax sẵn sàng bán Fred, Elanga và đội trưởng Harry Maguire của MU trong mùa hè này. Mặc dù đã gây ấn tượng vào cuối mùa giải trước, Fred, 30 tuổi, có thể bị bán khi bước vào năm cuối cùng của hợp đồng với MU. Tiền vệ người Brazil được định giá khoảng 30 triệu bảng Anh và đã thu hút sự quan tâm từ những đội bóng như là Fulham vào mùa hè này. Trong khi đó, Elanga được cho là sẽ rời MU vào mùa hè này sau khi phải chật vật thi đấu ở mùa giải trước. Tuyển thủ người Thụy Điển chỉ đá 98 trận trên mọi đấu trường vào mùa giải 2022-2023. Với 3 trong số đó là tại Premier League. Everton và Borussia Dortmund đều thể hiện sự quan tâm đến cầu thủ chạy cánh này của MU. Về phần Harry Maguire, tình hình của anh phức tạp hơn nhiều. Trung vệ 30 tuổi sẽ khó bị bán hơn vào mùa hè này sau khi anh được MU tăng lương. Do MU đủ điều kiện tham dự Champions League, một số cầu thủ trong đó có Harry Maguire sẽ được tăng lương đáng kể theo điều khoản trong hợp đồng. Cả Harry Maguire và Ten Hag đều sẵn sàng chia tay nhau. Tuy nhiên, Harry Maguire có khả năng không chấp nhận đến câu lạc bộ khác nếu mức thu nhập của anh bị giảm. MU đang cân nhắc trả cho Harry Maguire 10 triệu bảng Anh để anh chấp nhận rời khỏi câu lạc bộ. Ngoài ra, việc cần suất đá chính ở đội tuyển Anh tại Euro 2024 và năm sau cũng sẽ khiến Harry Maguire suy nghĩ và lựa chọn việc ra đi nhằm có cơ hội thi đấu nhiều hơn. MU đã ký hợp đồng với Harry Maguire từ Leicester City với giá 80 triệu bảng Anh vào năm 2019. Quỷ đỏ thành Manchester sẵn sàng chấp nhận một khoản lỗ lớn cho cầu thủ đã có 175 lần ra sân ở câu lạc bộ trong 4 năm qua. Bayern Munich trả hơn 100 triệu đô la cho Harry Kane. MU cho mượn Mason Greenwood. Ngôi sao của Spurs chỉ còn 1 năm hợp đồng và muốn chuyển đến một đội bóng khác ngay mùa hè này, trong khi Man United cần để Mason Greenwood rời khỏi Old Trafford. Theo BBC Sport, Bayern Munich sẽ phải trả ít nhất là 100 triệu đô la để hoàn tất thỏa thuận với Harry Kane. Huyền thoại của Bayern Munich, Bastian Schweinsteiger đã chia sẻ quan điểm của mình về khả năng chuyển nhượng của tiền đạo Tottenham. Ông thừa nhận Bayern Munich cần một tiền đạo thực thụ và cảm thấy câu lạc bộ cần một sự nâng cấp so với Eric Maxim Choupo-Moting, người đã ghi được 35 bàn từ 88 trận thi đấu. Schweinsteiger nói, Bayern Munich đang tìm kiếm một tiền đạo thực sự như Lewandowski. Hãy xem Choupo-Moting không đủ tốt và chỉ là giải pháp thay thế. Harry Kane là chân sút phù hợp ở đây. Schweinsteiger cũng khuyên Harry Kane nên gia nhập đội bóng hàng đầu nước Đức trong mùa hè này. Tiền đạo của Tottenham thường xuyên ghi bàn, nhưng không may, anh không có các danh hiệu để chứng tỏ những màn trình diễn của mình. Ông nói rõ, Harry Kane phải tự hỏi liệu anh ấy có muốn giành một chức vô địch, một danh hiệu trong sự nghiệp cầu thủ bóng đá của mình hay không. Một lần đăng quang ở giải quốc gia hay là đấu trường Champions League. Anh ta không thể mãi đắm chìm trong một đội bóng không có tương lai như Tottenham. Nếu là tôi sẽ rời khỏi đội đó chỉ trong 2 mùa. Cho đến nay, tiền đạo quốc tế người Anh đã thi đấu 435 trận cho Tottenham, ghi được 280 bàn thắng và kiến tạo 64 bàn và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử của đội bóng. Harry Kane đã 3 lần giành giày vàng ngoại hạng Anh và đứng ở vị trí thứ 2 sau Alan Shearer 260 bàn về số bàn thắng trong lịch sử giải đấu này. Nếu tiếp tục ở lại Anh và ghi thêm 48 bàn thắng, anh sẽ vượt qua huyền thoại của Newcastle United. Cần biết từ tháng 5, Harry Kane đã nói chuyện với huấn luyện viên Thomas Tuchel về khả năng gia nhập Bayern Munich.
Về nguyên tắc, điều này là phi pháp. Cầu thủ thông thường chỉ được đàm phán với câu lạc bộ khác vào 6 tháng cuối cùng trong hợp đồng với câu lạc bộ hiện tại. Giao kèo của Harry Kane với Tottenham còn đến tháng 6 năm 2024. Và khi biết được chuyện đó, chủ tịch Daniel Levy đã nổi giận lôi đình và tuyên bố sẽ ngăn chặn những lần hỏi mua của Bayern Munich. Nhiều khả năng, đội bóng nước Đức sẽ tăng mức đề nghị lên 109 triệu đô la, kém 16 triệu đô la so với mức mà Tottenham đòi hỏi. Nếu không bán Harry Kane mùa hè này, đội bóng nước Anh có thể mất trắng sau một năm. Man United cũng theo đuổi Harry Kane. Tuy nhiên tiền đạo này không muốn đối đầu với Tottenham ở ngoại hạng Anh. Chủ tịch Daniel Levy cũng từ chối phương án đổi Anh lấy tiền kèm cầu thủ của Man United. Trong một diễn biến khác, chân sút Mason Greenwood của Manchester United đã thu hút sự quan tâm từ các câu lạc bộ Juventus và Atalanta tại Serie A. Sau hơn một năm nghỉ thi đấu, cầu thủ này sẽ trở lại sân cỏ ở mùa giải sắp tới. Mason Greenwood bị buộc tội hiếp dâm, ép buộc và tấn công tình dục bạn gái của mình, Harriet Robson, vào năm ngoái. Các hình ảnh đáng báo động về vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, anh đã được tuyên bố vô tội và đang chuẩn bị trở lại thi đấu. Manchester United do dự về việc đưa Mason Greenwood ra sân ngay trong đội hình chính sẽ bất lợi vì sức ép có thể quá nặng nề với tiền đạo 21 tuổi này. Do đó, họ đang xem xét khả năng cho Mason Greenwood ra đi theo dạng cho mượn. Juventus và Atalanta là hai trong những đội bóng hàng đầu tại Serie A sẽ trao cơ hội cần thiết để giúp Mason Greenwood khôi phục sự nghiệp của mình. Bỏ qua những tranh cãi ngoài sân cỏ, không thể phủ nhận tài năng xuất sắc của Mason Greenwood như một cầu thủ bóng đá. Anh là một trong những tài năng triển vọng nhất nổi lên từ học viện của Manchester United trong những năm gần đây. Mason Greenwood đã thi đấu 129 trận cho đội 1 của Manchester United, ghi được 35 bàn và kiến tạo 12 lần. Anh cũng đã từng một lần khoác áo đội tuyển Anh. Cựu huấn luyện viên của Quỷ Đỏ, Jose Mourinho cũng đã liên lạc với Mason Greenwood về khả năng cho mượn tại Serie A là đội AS Roma. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đang tìm cách tăng cường đội hình sau khi Roma về nhì tại Europa League trong mùa giải 2022-2023. Một nguồn tin cho biết, Jose Mourinho đã gọi điện cho cha của Mason Greenwood và trò chuyện với anh. Ông nói rằng cách tốt nhất để thoát khỏi tình hình hiện tại là bắt đầu chơi bóng đá. Mọi phiền toái sẽ phai nhạt đi. Mason Greenwood rất vui khi nhận được sự liên lạc của Mourinho và điều đó giúp anh lên tinh thần để chuẩn bị tái xuất. Anh muốn trở lại thi đấu và chỉ còn chờ Manchester United cho biết tương lai của mình là gì. Sau tất cả, Angel Gomez đã đúng khi rời khỏi Man United. Có thể nói, chia tay đội chủ sân Old Trafford là một quyết định hoàn toàn sáng suốt của tài năng người Anh. Mùa hè năm nay, Manchester United được dự đoán sẽ thực hiện một cuộc thanh trừng mạnh mẽ với sự ra đi của hàng loạt các ngôi sao nằm trong đội 1. Nhưng đến thời điểm hiện tại, hầu hết những cái tên rời khỏi Old Trafford đều là các tài năng trẻ sáng giá. Mở màn bằng trường hợp của Ethan Gunplay, người từng được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer trao cơ hội ra mắt đội 1 trong khuôn khổ Premier League nhưng lại không thể tìm thấy cơ hội phát triển tại Old Trafford. Rốt cuộc, anh đã phải rời đi sau khi hết hạn hợp đồng, dù đã thi đấu khá ấn tượng theo dạng cho mượn ở Stamford City mùa trước. Tiếp đến, một tiền vệ khác là Zidane X3 cũng là người đã bước qua cánh cửa rời khỏi Old Trafford. Trước khi Ethan Led, hậu vệ cánh được giới chuyên môn đánh giá cao, bị Man United bán đứt cho Birmingham City. Rõ ràng không dễ để các ngôi sao trẻ khẳng định bản thân tại Man United. Nhưng hiển nhiên, rời khỏi Old Trafford cũng sẽ mở ra một cánh cửa đầy tiềm năng dành cho những báu vật này. Mùa hè năm 2020, Angel Gomez rời khỏi Old Trafford sau khi hết hạn hợp đồng trong sự tiếc nuối của cổ động viên Man United. Trước đó, anh từng gây ấn tượng trong những trận đấu giao hữu tiền mùa giải. Nhưng bản thân tiền vệ này lại cho rằng mình sẽ không có được cơ hội ra sân ở đội 1. Rốt cuộc, Gomez quyết định ra đi và đây là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Gomez lập tức lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu và Lille đã nhanh chóng đưa anh đến Ligue 1 thông qua một bản hợp đồng miễn phí. Sau một mùa giải cho mượn tại Boavista, Gomez giờ được xem là một nhân tố chủ chốt ở câu lạc bộ Lille và từng bước phát triển thành một tài năng hàng đầu. Mùa giải vừa qua, Angel Gomez đóng một vai trò quan trọng trong tuyến giữa của Lille. Anh góp dấu giày vào tổng cộng 8 bàn thắng sau 36 lần ra sân ở Ligue 1. So với mùa bóng trước đó, tiền vệ người Anh đã có cho mình một bước tiến đáng kể. Một bàn, một kiến tạo sau 24 trận. Và chắc chắn ở độ tuổi 22, Gomez sẽ còn tiến bộ hơn nữa trong tương lai nếu anh tiếp tục duy trì được quá trình phát triển. Hiện tại, Gomez đang chứng tỏ tài năng của bản thân dưới màu áo của U21 Anh với những màn thể hiện thực sự chững chạc trong khuôn khổ U21 Euro. Cựu sao của Man United đã đá chính 4 trong số 5 trận đấu của Tam Sư kể từ vòng bảng, cùng với một tài năng trẻ của Liverpool là Curtis Jones tạo nên cặp double pivot chất lượng, góp công lớn giúp U21 Anh tiến vào trận chung kết. Theo đánh giá từ United In Focus, Gomez đang làm rất tốt vai trò của một tiền vệ kiến thiết lùi sâu, giỏi ở khía cạnh đánh chặn và đồng thời luôn có khả năng giúp Tam Sư phát triển bóng từ tuyến dưới lên. Hiển nhiên, chính những phẩm chất đáng khen ngợi của Gomez đã góp công lớn trong hai thắng lợi của U21 Anh trước những đối thủ nặng ký là U21 Đức và U21 Bồ Đào Nha. Nhìn chung, Gomez thực sự đã có một quyết định sáng suốt khi chia tay Man United và các tài năng trẻ vừa rời khỏi Old Trafford cũng nên nhìn vào tiền vệ này như một hình mẫu để noi theo trong tương lai.